Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì U22 Thái Lan trong trang phục quen thuộc màu xanh sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Thái Lan đem đến SEA Games năm nay một đội hình rất mạnh với hy vọng sẽ giành lại tấm huy chương vàng của nội dung bóng đá nam tại kỳ SEA Games năm nay. Như đã biết thì hai mùa SEA Games gần nhất, tấm huy chương vàng đều thuộc về đội tuyển Việt Nam. Trước đó thì Thái Lan cũng có 3 lần liên tiếp lên ngôi tại giải bóng đá của SEA Games. Và trước đó nữa thì là 2 chức vô địch liên tiếp của Malaysia kể từ năm 2011 tới giờ. Thì Malaysia chưa thể vô địch bộ môn bóng đá nam tại SEA Games và chỉ có một lần họ lọt vào trận chung kết, đó là tại sân nhà Kuala Lumpur và để thua đội khách Thái Lan với tỷ số 0-1. Cơ hội cho cao thủ Malaysia. Đánh đầu. Trong hiệp thi đầu tiên thì đội hình xuất phát của cầu thủ U22 Thái Lan trong thành đó là thủ môn Sopongwit, cầu thủ số 5 Songchai, số 15 Zakarong. Cơ hội dứt điểm không được. Pha dứt điểm của Achipol. Achipol là một trong hai cầu thủ của U22 Thái Lan đang chơi bóng tại nước ngoài. Anh đang chơi cho câu lạc bộ Augsburg 2. Số 13 bên phía U22 Thái Lan đó là số 2 đó là Bukhari, số 3 Chatmongkhun, số 6 mang băng đội trưởng Efanolo, số 16 Leon James, số 14 Purachet, số 7 Chanarong, số 10 Achipol và số 8 người chơi cao nhất trên hàng công đó là Terasak. Terasak là một những tiền đạo có thể hình rất ấn tượng. Anh cao 1m81. Khả năng tỷ lệ cũng như tốc độ của Terasak là một điểm nhấn của U22 Thái Lan tại giải đấu năm nay. Trong khi đó đội hình xuất phát của các cầu thủ U22 Malaysia trong thành đó là thủ môn số 1 Sir Ihan, cầu thủ số 6 mang băng đội trưởng Azamavi, số 3 Abaidulat, số 2 Ruben, số 5 Harit, số 20 Ayman, số 13 Rava Vanan, số 21 Sabwan, số 22 Hakimi, số 4 Azimafik và số 15 Fergus Jernay. Nghĩa nói ngày hôm nay trong đội hình xuất phát của U22 Malaysia có 3 sự thay đổi so với trận đấu ra quân của họ tại SEA Games năm nay. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Pha đá phạt góc không có chất lượng tốt của cầu thủ U22 Malaysia. Người vừa thực hiện đó chính là trung vệ Abaidulat. Ở trận đấu trước khi giành chiến thắng 5-1 trước cầu thủ U22 Lào thì Abaidulat đã ghi một bàn thắng và cũng đã có một tình huống phản lưới nhà. Tạt bóng. Ruben. Thủ thành Sopongwit ngày hôm nay vẫn bắt chính trong đội hình của U22 Thái Lan. Anh đang là thủ môn chính của câu lạc bộ Frank United tại Thái League 2. Rất nhiều những cầu thủ trong đội hình của U22 Thái Lan đều là những trụ cột của họ tại Thái League 2 cũng như là Thái League 1.
Efadolo đã có lỗi. Pha phạm lỗi vừa rồi là của Abaidula, cầu thủ số 3 bên phía U22 Malaysia. Đây là một giải đấu mới trôi qua được những trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, nhưng đã có tới 5 cầu thủ có những tình huống đã phản lưới nhà. Và đương nhiên Abaidula là một trong những số đó. Tạt bóng khá nguy hiểm. Tình huống tạt bóng lỗi của cao thủ Malaysia vô tình lại là một pha bóng gây khó khăn cho thủ thành Sopoguit. Có thể thấy những phút vừa qua thì cao thủ trẻ của Malaysia không hề e ngại cao thủ trẻ của Thái Lan. Họ dâng cao đội hình và tổ chức tấn công, khi mà số 22 Hakimi cũng không xuất hiện trong đội hình chính của U22 Malaysia trong trận đấu này. Và thay vào đó chính là Siaher Bashar. Vậy là trận đấu bắt đầu. Tiếp tục. Không được. Vẫn là một tuyến không chiến tốt nơi phòng ngự của U22 Malaysia. Rất khéo léo đến từ Ifan Dolo. Buracet là cầu thủ trưởng thành từ Lò Tao của Mường Thao. Coi không vào. Đây có thể coi là cơ hội rõ ràng nhất để cho cao thủ Thái Lan có thể mở tỷ số. Pha dứt điểm của hậu vệ phải Bukhari. Một pha xâm nhập cực kỳ bất ngờ của Bukhari vào vòng cấm của U22 Malaysia. Rất may là Abaidula đã kịp thời băng ra. Vậy vừa rồi người có tình huống ngăn cản đó là số 5 Harit. Là cầu thủ Thái Lan khá hay, rất thoáng, không thể đưa ra một đường chuyền. Thế là sắc đã không thể tiếp cận được đường chuyền trung lộ của các đồng đội. Rất dễ dàng của trung vệ Jakapong. Somchai. Bukhari. Không được. Trận đấu chưa có bàn thắng nhưng rõ ràng đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Thời tiết rất nắng nóng nhưng cả hai đều chơi với một tốc độ rất cao.
Purachet, Bukhari, Sông Chai, không được nhưng mà vẫn các cầu thủ Thái Lan. Rất hay, rất nhịp nhàng. Achipon, một cú dứt điểm trúng đích của Achipon nhưng không thể đánh bại được thủ thành Seithan. Ta cùng xem lại pha bóng này, một pha bóng mà cao thủ U22 Thái Lan đã đập nhà rất nhuyễn trước khi đưa ra một đường truyền để cho Achipon dứt điểm. Cũng là một tình huống xử lý rất gọn gàng của số 10 Achipon bên phía Thái Lan. Đó là trận đấu mà Azam đã đánh nguội Văn Hậu và anh đã phải nhận thẻ đỏ trong khuôn khổ bảng B, trận đấu mà Malaysia đã để thua Việt Nam với tỷ số 0-3. Sau khi phải nhận án phạt thẻ đỏ trong trận đấu đó thì Azam Army thậm chí còn bị treo giò thêm 2 trận đấu nữa. Purachet rất hay. Ôi, không vào. Pha bay người tốt của thủ thành Siham. Trước đó là một tình huống xử lý rất hay của Purachet. Có thể nói Purachet là một những gương mặt khá mới của U22 Thái Lan. Nói Purachet là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Muông Thông. Lên bóng rất thoáng cho cao thủ Thái Lan. Không được rồi, vẫn còn. Bóng vừa rồi thì các cầu thủ U22 Malaysia cũng lùi về rất nhanh, nhưng Chanarong vẫn biết cách để tạo ra cho mình một pha dứt điểm. Những pha dứt điểm của U22 Thái Lan trong hiệp 1 này vẫn chưa đủ sắc sảo để có thể đánh bại được Malaysia. Vị trí dứt điểm là rất tốt rồi, nhưng cú dứt điểm của Chanarong là hơi nhẹ, không đủ hiểm hóc để có thể đánh bại được Siditham. Sẽ có 5 phút bù giờ cho hiệp 1 với thời gian cool break. Savararan, không được. Pha nhập thành tốt của Fergusia đây. Sông Trai đang rất đau sau tình huống ngăn cản vừa rồi. Một pha phòng ngự rất chủ quan của Trác Vông Cun. Như đã nói thì số 13 Saranavan của U22 Malaysia là một cầu thủ có tốc độ rất tốt nơi hành lang cánh. Có thể thấy là hướng tấn công nguy hiểm nhất của U22 Malaysia trong hiệp 1 đều xuất phát từ số 13 Saravanan. Người thực hiện phạt góc cho Malaysia đó chính là Basha, một trong 4 cầu thủ đá chính của Malaysia thay thế trong trận đấu này. Thủ thành Soponguit đang rất đau sau pha va chạm vừa rồi với một cầu thủ Malaysia. Đi, 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 đi.
Mặt của Sopoquit đã va đúng vai của Ayman. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên của U22 Thái Lan, đó là ông Sri Sato, đã nói rằng ông rất lo ngại nếu như ngày hôm nay cao thủ bên phía Malaysia họ sẽ chơi chủ động phòng ngự với một đường thấp. Nhưng có thể thấy đây là một trận đấu mà U22 Malaysia đã chơi thậm chí là đôi công với cao thủ Thái Lan. Họ không hề e ngại. Tạt bóng quá mạnh, nhưng vẫn là cao thủ Malaysia, Harit. Rồi, một pha bóng mà rõ ràng là Ayman đã không tự tin để có thể khống chế bóng trong vòng cấm. Ashipon, có lẽ là hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thôi. Thời gian bù giờ chỉ còn được tính bằng giây. Vẫn là những tình huống xông xáo và rất tích cực của Fergus Dianey. Những cái bắt tay rất fair play của cầu thủ hai bên. Trận đấu sẽ có thêm một chút thời gian bù giờ nữa với thời gian nằm sân của thủ thành Sopoquit bên phía U22 Thái Lan. Buracet. Đây là Terasak. Terasak rất nhanh. Terasak tạt bóng. Đúng lúc tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Higon Kim đã vang lên. Tỷ số tạm thời là 0-0. Một hiệp đấu có chất lượng chuyên môn khá cao, chỉ thiếu bàn thắng thôi. Và chắc chắn rồi, trong hiệp thứ 2 thì chúng ta sẽ được chứng kiến một hiệp thi đấu hay hơn nữa, khi mà cả Thái Lan và Malaysia đều muốn giành trọn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Abula. Vẫn là cao thủ Thái Lan. Không được. Lên bóng cho các cầu thủ Malaysia. Najuddin, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2. Vẫn là Najuddin dứt điểm. Người dứt điểm đó là Fergus Dianey. Najuddin có một bộ tóc khá đặc biệt. Người thực hiện tình huống phạt góc này đó là tiền đạo, tiền vệ có cái chân trái cực khéo bên phía U22 Thái Lan, Puracet. Go!
là phản công nhanh. Purachet, vẫn là Purachet. Vẫn còn, không được. Tình huống mà gần như 10 cầu thủ của Malaysia đã có mặt trong vòng cấm địa của họ để tổ chức phòng ngự. Chắc chắn là trong hiệp từ thứ hai này thì sức ép của U22 Thái Lan sẽ mạnh mẽ hơn. Nhìn chung thì cao thủ Thái Lan đã chơi sắc sảo hơn trong hiệp 1. Họ có những nhân tố gây đột biến cao trên hàng công, như là tiền đạo Terasak, tiền vệ Purachet, tiền vệ Chandarong, những cầu thủ có cái chân trái rất khéo léo. Hakimi không được, một chuyển quá mạnh của đồng đội dành cho Hakimi. Hakimi là cầu thủ đá chính trong trận đấu đầu tiên của U22 Malaysia tại giải đấu năm nay, nhưng anh cũng không có một trận đấu nổi bật. Đã biết thì ở giải đấu hôm nay, trên hàng công của U22 Malaysia thiếu đi hai ngôi sao sáng nhất của họ. Đó là tiền đạo Aris Aiman, 20 tuổi, đang là chủ lực của câu lạc bộ Johor Darul Tarim. Câu lạc bộ đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Malaysia. Cùng đó là Lukman Hakim. Lên bóng cho cao thủ Thái Lan, Anan. Vẫn là Anan. Nhưng hàng phòng ngự của Malaysia vẫn là phòng ngự tốt. Purachet rất khéo léo. Purachet, vẫn là Purachet, không được. Sức ép đang tăng dần lên cầu môn của U22 Malaysia. Người vừa phá bóng đó là trung vệ Abdullah. Những tình huống xử lý rất khéo léo trong phạm vi hẹp của Purachet. Ngày hôm nay trong đội hình của U22 Malaysia cũng có một cầu thủ có thể hình rất ấn tượng. Đó là cầu thủ gốc Scotland, Fergus Tierney. Lúc này thì dấu ấn mà Tierney để lại trong đội hình của Malaysia vẫn chỉ là sự năng nổ thôi. Anh chưa tạo được ra nhiều những pha bóng có thể gây uy hiếp tới khung thành của U22 Thái Lan. Fergus Tierney phần nào đó cũng tương đối đơn độc kể từ đầu trận đấu. Và đá ngay. Với thời tiết như thế này thì nền tảng thể lực sẽ là một thứ tiên quyết trong hiệp thiếu thứ hai. Phongsakorn. Chặt mông cồn. Khá hay, côi. Không được rồi, đi bóng quá dài của Terasak. Pha bóng trung lộ rất hay nhưng Terasak đã hơi lưỡng lự. Nhưng đó là một tình huống mà Harris đã bọc lót rất hay cho các đồng đội của mình. Một trận đấu mà Harris đã để lại rất nhiều những sự ấn tượng nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ U22 Malaysia. Phạt góc cho U22 Thái Lan. Phút thứ 61. Thái Lan vẫn đang chơi sắc sảo hơn. Đánh đầu, coi không vào. Thoát thua cho cao thủ U22 Malaysia. Sẽ có thẻ vàng, chắc chắn là như vậy. Thẻ vàng của Bukhari. Tình huống mà số 2 bên phía U22 Thái Lan chấp nhận thẻ vàng để chống một pha phản công nhanh đến từ U22 Malaysia. Nhưng trước đó thì Thái Lan đã không may mắn khi chưa có được bàn thắng và phạm lỗi rất nguy hiểm. Có thể hiểu được sự tức giận đến từ số 6 đội trưởng Azam Army bên phía Malaysia.
Sức ép của U22 Thái Lan đã lớn hơn rất nhiều so với hiệp thi đấu đầu tiên. Những cơ hội thực sự rất rõ ràng để có thể mở tỷ số. Ta cùng lần nữa xem lại pha bóng nguy hiểm. Cái chân của thủ thành Sir Isham đã cứu thua cho khung thành của U22 Malaysia. Nếu trận đấu này diễn ra với tỷ số hòa sẽ là một kết quả có lợi cho U22 Việt Nam. Chanarong khá hay, cơ hội tỷ số được mở cho các cầu thủ U22 Thái Lan rồi. Cầu thủ vào sân tay người số 1 Anand chỉ cần một thoáng phút mất tập trung nơi hàng phòng ngự của U22 Malaysia thôi thì họ đã phải nhận bàn thua. Nhưng công bằng mà nói, đây là một trận đấu mà cao thủ Thái Lan chơi sắc sảo hơn. Lần này thì không có may mắn cho khung thành của U22 Malaysia nữa. Đường chuyền quai của Chanarong, một nhịp khống chế, một nhịp dứt điểm ngay tuyệt vời đến từ Anand Yorksanwa. Và dứt điểm điểm 10 của số 11 bên phía U22 Thái Lan. Không một thủ thành nào có thể cản phá được pha dứt điểm dạng như vừa rồi cả. Quá khó, thật sự quá chất lượng. Chayapipat rất hay. Không được, Harit đã kịp thời móc bóng giải nguy cho cao thủ Malaysia. Vẫn là U22 Malaysia. Hakimi có thể dứt điểm không? Dứt điểm. Không vào. Một pha sóng gió trước khung thành của U22 Thái Lan. Pha phản công chớp nhoáng và rất nhanh của U22 Malaysia. Với dứt điểm là cầu thủ vừa vào sân thay người một pha dài. Vọt xà ngang. Đơn giản. Cơ hội cho cao thủ U22 Thái Lan. Tỷ số là 2-0. Quá chất lượng với những tiền đạo của U22 Thái Lan. Cầu thủ vừa vào sân thay người đó là Yosakon đã vượt qua cả thủ thành bên phía Malaysia để nâng tỷ số lên 2-0. Đúng là khi đội hình của U22 Malaysia dâng cao thì họ sẽ phải nhận những đòn hồi mã thương. Nhìn thì có thể hình tương đối nặng nề, nhưng tốc độ lướt đi của Yosakon là rất ấn tượng. Dứt điểm cũng rất hay. Thời gian vẫn còn, nhưng với thế trận như thế này thì có thể coi là cơ hội của U22 Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay đã chấm hết. Malaysia gần như không còn đủ thể lực để triển khai bóng nữa rồi.
Còn với cao thủ U22 Thái Lan, có lẽ 2-0 cũng đã là quá đủ. Pha tỉ rất hay. Không được. Hướng chơi bóng tới vị trí của Yosakon. Nhưng hơi sâu. Ở vòng sau thì U22 Thái Lan sẽ có một trận đấu dễ thở khi đối đầu với các cầu thủ U22 Lào. Và với một đội hình như thế này thì cũng không khó có thể nhận định đó sẽ là một chiến thắng cho cầu thủ đến từ Thái Lan. U22 Lào sau trận đấu đầu tiên rất nỗ lực trước cầu thủ Việt Nam thì họ đã bộc lộ ra rất nhiều những điểm yếu trong trận đối đầu với U22 Malaysia. Hakimi, Yosakon, lúc này thì chắc chắn là Malaysia cũng không còn đủ sức để mà đuổi bóng nữa. Efadolo thì cũng cầm bóng rất thành thơi của các cầu thủ U22 Thái Lan. Và một pha băng ra rất xa nữa của thủ thành Sinizam. Ubaidula. Anan, cầu thủ đã mở tỷ số cho U22 Thái Lan trong trận đấu này ở phút thứ 72. Một quả đá phạt cho U22 Malaysia. Những giây bù giờ cuối cùng rồi. Chắc chắn 3 điểm sẽ thuộc về U22 Thái Lan. Cho dù tình huống này cầu thủ Malaysia có thể có bàn thắng dù cái tỷ số đi chăng nữa thì cũng không còn đủ thời gian rồi. Nhưng có lẽ ngay ở tình huống này có được bàn thắng vào lưới của U22 Thái Lan cũng rất khó cho cầu thủ Malaysia. Nếu như kết quả trận đấu này là 2-0 nghiêng về U22 Thái Lan thì họ sẽ cùng nhau chia sẻ ngôi vị đầu vàng với các cầu thủ U22 Việt Nam. Cả hai đều có 6 điểm và cùng có hiệu số là 5 bàn thắng và 1 bàn thua. Những hiệu số rất tương đồng. Mahadi. Trận đấu kết thúc. Tỷ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về U22 Thái Lan. Một chiến thắng xứng đáng cho đội bóng xứ Triệu Voi.